bún xim lò nổi tiếng vùng Một Quá Long An mà ai cũng muốn thử. Hôm nay Tuấn sẽ thử làm món này xem có ngon như bản gốc không nha cả nhà. Mời cả nhà cùng vào bếp với Tuấn. Làm gì thì làm, nhưng mà trước khi vào bếp, phải cho tôi nạp một hộp sữa để tăng sức đề kháng nhanh cái đã. Ai nói nấu không mệt đâu, đã nấu còn thêm đam mê đi diễn nữa nên sức khỏe là cực kỳ quan trọng. Nên là phải nạp đủ dinh dưỡng. Rồi, bây giờ vô chiến đấu với cái bếp thôi. Đầu tiên thì Tuấn rang đậu phộng. Món này mà không có đậu phộng là không được. Tuấn luộc da heo rồi quay qua bằm xả ớt, rồi củ nghệ. Mấy cái này đã lát băm xong, Tuấn sẽ đem đi xào rồi cho vào nồi nước lèo. Món bún xim lo này thì không thể thiếu nguyên liệu chính, đó là cá lóc. Da heo chín Tuấn vớt ra ngâm với nước đá, rồi bắt tay vào xào xả nghệ cho thơm. Món này nghe nói là đặc sản của vùng Mộc Hóa ở Long An. Nhưng Tuấn hỏi mấy đứa em Tuấn ở Long An thì nó kêu không biết. Trời ơi, chán ghê thì chứ. Tuấn cho hết xả nghệ đã xào vào nước lèo, tiếp đến là đậu phộng rồi cho cá vào luôn. Da heo Tuấn cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, mà Tuấn có hai cái thớt giống nhau để cắt đồ chín và đồ sống riêng nha cả nhà. Tuấn nêm nếm cho vừa ăn rồi vớt cá ra để nguội, sau đó tách lấy thịt, bỏ xương đi. Công đoạn này phải hết sức tỉ mỉ chứ không hồi ăn là ú ớ luôn đó. Và Tuấn chỉ tách một nửa thôi, còn lại Tuấn để nguyên khứa cá và phần đầu cho vào tô nước lèo riêng. Chuẩn bị sao giá sẵn sàng cho da heo với cá đã tách xương vào nồi nước lèo hết luôn cho thấm gia vị. Này, Tuấn làm 3 tô nha, nấu xong trời cũng vừa sập tối luôn. Ngày nào cũng canh á, ngay giờ đói bụng nên bị rầy quá trời à. Mời cả nhà cùng ăn với Tuấn nha. Đánh giá bằng mắt thì cả nhà cho món bún xim lo này của Tuấn được mấy điểm. Chứ mấy đứa em của Tuấn là đứa nào cũng phải cho 10 điểm dù có dở. Nếu không bữa sau là không thấy mặt nó đâu nha.